Xin chào anh em thân mến của Mr. Sui. Những năm 1970, Việt Nam liên tiếp phải đương đầu với những khó khăn và thử thách. Vừa giải phóng đất nước, vừa phát triển kinh tế, lại phải tìm cách chống lại bè lũ diệt chủng Khmer Đỏ, được Trung Quốc chống lưng đang quấy phá ở biên giới Tây Nam. Chúng không những có quân số đông đảo, được vũ trang tận răng, mà còn là những kẻ khát máu tới rợn người. Tuy nhiên, trong chiến dịch bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, Sư đoàn Bộ binh 10 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đội hình quân đoàn 3, chỉ mất một tuần lễ, đã tiến công thần tốc, vượt quãng đường 400 km, giải phóng 4 tỉnh, tiêu diệt và làm tàn rã nhiều đơn vị mạnh của địch. Trong đó, ly kỳ nhất là màn cải trang thành quân Khmer Đỏ để lừa bắt chúng, khiến cả giới tinh hoa Trung Quốc lúc bấy giờ phải chấn động tột cùng. Vậy câu chuyện đó đã diễn ra như thế nào? Xin mời anh em cùng Mr. Sui đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Ngay từ năm 1963, sau khi nắm quyền trong Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, Pol Pot đã bắt đầu có thái độ, hành động thù địch đối với Việt Nam và Cộng sản Campuchia. Chúng ngấm ngầm tuyên truyền Việt Nam đã phản bội Campuchia, ký Hiệp định Geneva 1954 và cho lưu hành hơn 10 văn kiện phê phán Đảng Lao động Việt Nam khi Việt Nam không tán thành đường lối cách mạng mạo hiểm của Pol Pot. Tới năm 1966, Pol Pot rút cơ quan đại diện bên cạnh Trung ương Cục miền Nam về nước và từ đó, quan hệ của Đảng ta với Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia càng có nhiều trắc trở. Trong thời kỳ này, ở vùng Đông Bắc và Đông Campuchia, chính quyền Vương quốc thỏa thuận cho Việt Nam đặt hậu cứ, kho tàng, trạm cứu thương. Lợi dụng điều kiện vùng hành lang là khu vực rừng rậm, binh lính Pol Pot lúc thì công khai, lúc thì đóng giả làm lực lượng của các phe nhóm khác, đã cướp kho tàng, phục kích các nhóm hành quân lẻ của bộ đội Việt Nam. Từ năm 1970 đến năm 1973, khi bộ đội Việt Nam tập trung lực lượng đánh Mỹ và tay sai ở chiến trường Campuchia, thì lính Pol Pot đã gây ra 174 vụ khiêu khích, tập kích các hậu cứ, cướp vũ khí, lương thực, giết hơn 600 cán bộ và chiến sĩ Việt Nam. Năm 1972, Pol Pot công khai đề nghị Việt Nam rút quân về nước và có hành động xua đuổi Việt Kiều trong vùng vừa giải phóng. Khi Hiệp định Paris về Việt Nam được ký kết tháng 1 năm 1973, Pol Pot cho rằng việc ký hiệp định là sự phản bội của Việt Nam với cách mạng Đông Dương và cho cấp dưới tuyên truyền tổ chức các cuộc biểu tình phản đối lực lượng Việt Nam đứng chân ở Campuchia. Trước thái độ thù địch của Pol Pot, tháng 7 năm 1970, trong bức thư gửi cho Trung ương Cục miền Nam, Tổng Bí thư Lê Duẩn viết: "Với Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, chúng ta cần tìm ra mọi cách tăng cường quan hệ, từng bước tạo ra sự nhất trí về đường lối, chủ trương, đồng thời giúp bạn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trên bước đường cùng tiến lên của cách mạng, không tránh khỏi những sự khác nhau giữa ta và bạn. Nhưng với đường lối đúng đắn, với tinh thần quốc tế chân chính, với thái độ chân thành, tôn trọng bạn, sẽ xây dựng được tình đoàn kết chiến đấu ngày càng sâu sắc giữa hai đảng, nhân dân hai nước. Tuy nhiên, trái với hy vọng của chúng ta, cách mạng Campuchia càng đến gần thắng lợi, thì Pol Pot càng giáo diết chuẩn bị kế hoạch chống phá Việt Nam và tiêu diệt lực lượng yêu nước chân chính Campuchia. Ngay sau khi cách mạng hai nước giành thắng lợi, tháng 4 năm 1975, ngày 1 tháng 5 năm 1975, tập đoàn Pol Pot đã cho quân xâm phạm nhiều nơi thuộc lãnh thổ Việt Nam từ Hà Tiên đến Tây Ninh. Tiếp đó, đánh chiếm các đảo Phú Quốc, Thổ Chu, triệt phá làng Mạc, bắn giết nhiều người dân và bắt đưa đi 515 người khác. Sau những sự kiện nghiêm trọng trên, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn bày tỏ mong muốn hai nước Việt Nam và Campuchia đàm phán ký kết hiệp ước về biên giới giữa hai nước trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Song do bản chất dân tộc cực đoan, tập đoàn Pol Pot được sự hậu thuẫn bên ngoài, tiếp tục có nhiều hành động thù địch chống Việt Nam. Chỉ trong mấy tháng cuối năm 1975 và đầu năm 1976, quân Pol Pot liên tiếp gây ra hơn 250 vụ xâm phạm lãnh thổ, cướp thóc gạo, châu bò, tàn sát nhiều người dân Việt Nam. Tháng 6 năm 1977, lãnh đạo Khmer Đỏ ra nghị quyết coi Việt Nam là kẻ thù số 1, kẻ thù vĩnh cửu của Campuchia. Và từ đây, chúng ngang nhiên mở rộng xung đột thành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Mấy tháng cuối năm 1977, quân Pol Pot mở nhiều cuộc tiến công lớn sang Việt Nam trên tuyến biên giới từ Kiên Giang đến Tây Ninh. Riêng tại xã Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh, ngày 25 tháng 9 năm 1977, quân Pol Pot đã đốt cháy 400 nóc nhà, giết hơn 1.000 dân thường.
sau khi bị bộ đội Việt Nam mở đòn tiến công trừng trị hành động xâm lược trên tuyến biên giới. Ngày 31 tháng 12 năm 1977, tập đoàn Pol Pot đã đơn phương cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam. Từ đây, chúng công khai tuyên truyền vu khống Việt Nam, coi Việt Nam là mối đe dọa đối với Campuchia, gắn quá trình phản bội và xâm lược Việt Nam với các cuộc thanh trừng các lực lượng chân chính trong nước. Chúng giáo diết xây dựng thêm các sư đoàn chiến đấu, đồng thời tập trung 13 trên 18 sư đoàn bộ binh áp sát biên giới Việt Nam, tiến hành khiêu khích, thăm dò, chuẩn bị những cuộc tiến công xâm lược mới. Liên tiếp trong các tháng đầu năm 1978, Pol Pot sử dụng 5 sư đoàn chủ lực cùng 5 trung đoàn địa phương có pháo binh yểm trợ, luân phiên đánh vào sâu lãnh thổ Việt Nam. Ngày 1 tháng 2 năm 1978, đảng của Pol Pot họp bàn chủ trương chống Việt Nam và quyết định thành lập 15 sư đoàn. Trong nghị quyết của họ có ghi, chỉ cần mỗi ngày diệt vài chục, mỗi tháng diệt vài ngàn, mỗi năm diệt vài ba vạn thì có thể đánh 10, 15 đến 20 năm. Thực hiện một diệt 30, hy sinh 2 triệu người Campuchia để tiêu diệt 50 triệu người Việt Nam. Chỉ tính từ tháng 5 năm 1975 đến giữa năm 1978, quân Pol Pot đã giết hại hơn 5.000 dân thường Việt Nam, làm bị thương gần 5.000 người, bắt và đưa đi hơn 20.000 người, hàng nghìn trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, nhà thờ, chùa chiền bị đốt phá, châu bò bị cướp, giết, hoa màu bị phá hoại. Hàng vạn hecta ruộng đất và đồn điền cao su ở vùng biên giới Tây Nam Việt Nam bị bỏ hoang. Khoảng nửa triệu dân sát biên giới với Campuchia phải bỏ nhà, bỏ đất, bỏ ruộng, chạy sâu vào nội địa. Trước sự bành trướng và táo tợn của quân đoàn diệt chủng, quân và dân Việt Nam lần nữa đứng lên đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc. Nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra tại khu vực chiến trường cả. Trong đó, nhiều người không thể nào quên được trận đánh của Sư đoàn Bộ binh 10 với những cái đầu lạnh đã thành lập được một kế hoạch táo bạo diệt địch một cách bất ngờ. Câu chuyện được kể lại trong bài viết của cựu chiến binh Nguyễn Đình Thì, nguyên đại úy, cán bộ huấn Sư đoàn Bộ binh 10, viết về chiến công đặc biệt của đơn vị trong chiến dịch giải phóng Campuchia và những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế trên chiến trường cả. Ngày 10 tháng 10 năm 1977, lực lượng của quân đoàn 3 tập kết tại địa bàn các xã biên giới Tân Lập, Tân Bình và Tân Hà, nhanh chóng triển khai lực lượng chuẩn bị chiến đấu. Vừa đánh địch, vừa củng cố, quân đoàn 3 đã chủ động tiến hành xây dựng hệ thống phòng thủ biên giới với tuyến vật cản dài 205 km, rộng đến 200m và bố trí trên tuyến biên giới 20.000 các loại, 15 vạn quả lựu đạn cài 8.150 bàn chân, 15 vạn mũi trông trên các khu vực trọng yếu. Ngoài ra, các đơn vị còn tham mưu cho chính quyền địa phương, giúp lực lượng vũ trang xây dựng làng, xã chiến đấu, tham gia huấn luyện dân quân du kích, nâng cao sức chiến đấu bảo vệ làng xã, bảo vệ biên giới. Vận dụng cách đánh phòng ngự, giữ địa bàn kết hợp với tiến công, quân đoàn 3 đã ngăn chặn có hiệu quả các đợt xâm lấn của địch. Từ đêm 22 tháng 10 năm 1977, sau khi hoàn thành bước triển khai lực lượng, sáng 23 tháng 10, các hướng của quân đoàn 3 đồng loạt nổ súng tiến công, đột phá vào đội hình sư đoàn 4 và lực lượng vùng 20 của địch ở khu vực đường 78. Làng Phetamay Phlong, cầu Orung Cha Piang Phlong, ta đã tiêu diệt 569 tên địch, bắt 4 tên, thu 95 khẩu súng, đẩy quân địch về bên kia biên giới. Sau thất bại nêu trên, ngày 29 tháng 10 năm 1977, địch đưa sư đoàn 290 từ phía sau lên phản kích. Cùng lực lượng đang có mặt trên địa bàn tăng cường hoạt động theo trục đường 78, tiếp tục xâm lấn địa phận biên giới của ta. Trước tình hình đó, lực lượng của quân đoàn 3 trên các hướng đã tiến hành các trận đánh nhỏ lẻ, tiêu diệt địch, giữ trận địa và bảo vệ nhân dân. Ngày 24 tháng 11 năm 1977, quân đoàn điều lực lượng phối hợp lực lượng quân đoàn 4 tiến công địch ở Bến Cầu, Bến Sỏi thuộc vùng Đông Bắc tỉnh Xoài Giêng, triệt phá một số căn cứ bàn đạp của quân địch ở khu vực này. Từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 3 tháng 12, cả đơn vị tập trung đánh địch ở điểm cao 17, 21, 20, 23 và Bắc Đập Đá. Ngày mùng 5 tháng 13, ta tiến công địch ở Tây và Tây Nam đồn Sa Mát, khu vực đường 22, tiếp tục phát triển đánh chiếm Cha Piang Phlong thuộc phía đông đường 78 và khu đảo Xanh. Từ ngày 12 tháng 12 năm 1977 đến ngày 5 tháng 1 năm 1978, quân đoàn 3 tiếp tục mở đợt phản kích, tiêu diệt lực lượng sư đoàn 4 của địch ở Ta Hiệu, Pa Kre, Phật Sâm đến ngã ba Phe Ni Mít, giải thoát hàng nghìn dân. Từ ngày 23 tháng 10 năm 1977 đến mùng 5 tháng 1 năm 1978,
quân đoàn đã đánh, gây thiệt hại nặng sư đoàn 4, sư đoàn 117, ngăn chặn có hiệu quả các đợt lấn chiếm của địch. Từ tháng 3 năm 1978, tuy bị ta đánh thiệt hại nặng, nhưng được các thế lực bên ngoài hậu thuẫn, quân Pol Pot đã tăng cường lực lượng về khu vực biên giới, đẩy cuộc chiến tranh lên cao trào. Đến tháng 4 năm 1978, chúng sử dụng 19 trong tổng số 24 sư đoàn triển khai ở khu vực biên giới, có trung đoàn nằm sâu trên đất ta từ 5 đến 7 km. Riêng ở vùng biên giới ở phía bắc tỉnh Tây Ninh, địch đã tổ chức thêm sư đoàn 215, đưa lực lượng ở khu vực này lên tới 7 sư đoàn và 3 trung đoàn. Tiếp tục thực hiện các thủ đoạn bu bám đánh ta liên tục bằng các phân đội nhỏ kết hợp với hỏa lực. Những nơi ta sơ hở, chúng tập kích nhanh, rút nhanh, chú trọng tập kích những trận địa pháo binh xe kéo, phục kích gài mìn trên các trục đường cơ động. Ban đêm, chúng vượt biên giới, bắn phá vào các khu đông dân. Đầu tháng 6 năm 1978, hành động phản chiến, ly khai bắt đầu xuất hiện trong các đơn vị quân đội địch, nhất là ở khu vực quân khu 203 ở miền đông Campuchia. Nhân dân trong các cổng xã bỏ chạy sang các tỉnh Sông Bé, Tây Ninh của Việt Nam lánh nạn diệt chủng. Tận dụng tình hình này, quân đoàn 3 chủ động tiến công mở rộng địa bàn, bám sát các đơn vị địch ở bên kia biên giới, chủ động liên lạc với lực lượng nổi dậy, giúp bạn xây dựng, phát triển lực lượng, tạo thế và thời cơ mở các chiến dịch lớn. Đến tháng 10 năm 1978, lực lượng kháng chiến tại miền đông Campuchia đã lên tới hàng nghìn người. Cũng trong thời gian này, quân đoàn 3 đã đưa gần 4.000 người dân Campuchia theo kháng chiến ra vùng giải phóng. Ngày 2 tháng 12 năm 1978, mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia ra đời. Ngay sau đó, mặt trận đã kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức dân chủ đang đấu tranh vì hòa bình và tiến bộ xã hội hãy ủng hộ, giúp đỡ mọi mặt cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của lực lượng cách mạng Campuchia. Đáp lời kêu gọi của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, quân đoàn 3 mở đợt phản công trên mặt trận đường 7 ở phía đông Campuchia, tiêu diệt và làm tan rã 5 sư đoàn địch, làm chủ hoàn toàn địa bàn phía đông sông Kompong Cham, đẩy quân địch về bờ tây sông Kompong Cham. Phát huy thắng lợi, quân đoàn 3 hiệp đồng chặt chẽ các hướng tiến công trên toàn tuyến biên giới. Ngày 6 tháng 1 năm 1979, quân đoàn 3 tổ chức tiến công vượt sông Mekong, đánh chiếm thị xã Kompong Cham. Ngày 7 tháng 1, một mũi thọc sâu vào Phnom Penh, góp phần cùng các hướng đánh tan hoàn toàn lực lượng của địch, giải phóng Phnom Penh. Ngày 8 tháng 1, các đơn vị tiếp tục giải phóng các thị xã Kompong Thom, Siem Reap, Po Sat. Ngày 14 tháng 1, đánh chiếm thành phố Bát Tam Bang, thành phố cuối cùng được giải phóng, góp phần giải phóng hoàn toàn đất nước Campuchia. Cùng lúc này, khi quân đoàn 3 đang trợ giúp sư đoàn 10 cắm cờ trên bộ tổng tham mưu quân đội Khmer Đỏ ở Phnom Penh, thì trung đoàn 24 nhận được mệnh lệnh mới. Chiều ngày 7 tháng 1 năm 1979, khi đang trên đường tiến quân về Phnom Penh, theo sau trung đoàn 28, trung đoàn bộ binh 24 nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 10 như sau. Đơn vị bạn đã chiếm được Phnom Penh, trung đoàn 24 phải nhanh chóng quay lại đường 6, đánh chiếm thị xã Kampong Thom. Đêm ngày 7 tháng 1 năm 1979, đội hình trung đoàn 24 đang trên đường hành quân thì bất ngờ bắt gặp đoàn xe 13 chiếc của địch chở lính cùng các loại quân tư trang hậu cần chạy ngược chiều đơn vị hướng về Phnom Penh. Chúng không biết được Phnom Penh giờ đây đã thất thủ và Pol Pot, Ieng Sary cùng tay sai đã tháo chạy. Do trời tối, các xe của ta chạy đêm dưới ánh trăng không bật đèn, bên quân địch không biết đó là quân tình nguyện Việt Nam. Các chiến sĩ ta im lặng chờ cho địch đi vào trận địa phục kích rồi đồng loạt nổ súng tấn công. Tất cả các loại xe tăng, xe bọc thép và bộ binh trung đoàn 24 bố trí hai bên đường bắn mãnh liệt vào đoàn xe địch. Bị tấn công bất ngờ, bọn địch không kịp chống cự. Chỉ trong vòng 20 phút chiến đấu, trung đoàn đã tiêu diệt và bắt sống toàn bộ bọn địch đi trên xe, thu nguyên vẹn 13 xe chở quân trang, vũ khí súng đạn của địch. Sau thất bại ở thị xã Kampong Cham, địch chạy về Kampong Thom lập tuyến phòng thủ mới. Tại Kampong Phim, lực lượng của chúng cùng có sở chỉ huy vùng 4 cùng 5 tiểu đoàn được bố trí dài theo trục đường 6 và quanh thị xã. Sang ngày 9 tháng 1 năm 1979, trung đoàn 24 và các lực lượng phối thuộc bắt đầu đánh vào Kampong Thom. Hỏa lực mở màn là pháo cao xạ 37mm hạ nòng bắn thẳng cùng súng máy 12,7mm của xe tăng, xe bọc thép quét vào các ổ đề kháng của bọn địch chốt chặn vòng ngoài. Xe tăng, xe bọc thép vừa đi vừa bắn, dẫn dắt bộ binh của trung đoàn 24 đánh thẳng vào thị xã Kampong Thom. Trước sự tấn công dũng mãnh của xe tăng và bộ binh ta, quân địch phòng thủ ở đây không chống đỡ nổi, số bị tiêu diệt, số phải bỏ chạy, trong đó có cả các cố vấn quân sự Trung Quốc. Thật bất ngờ,
Do địch không kịp tháo chạy nên quân ta thu được rất nhiều tài liệu cùng nguyên một kho vũ khí lớn, trong đó có hàng trăm khẩu pháo các loại. Có lẽ đây là một tổng kho vũ khí của quân đội Khmer Đỏ. Thật may là những khẩu pháo đó không có cơ hội nhả đạn vào quân ta. Thời gian lúc này càng lúc càng khẩn trương hơn. Quân ta quyết không cho địch có cơ hội dừng lại để củng cố, nên ngay khi nhận được tin trung đoàn 24 đã chiếm được thị xã Cam Phòn Thòm, sư đoàn trưởng Bùi Đình Hòe đã lập tức ra lệnh cho trung đoàn 66 đang đi sau trung đoàn 24 lợi dụng địa bàn Cam Phòn Thòm vừa chiếm được nhanh chóng phát triển về thị xã Siem Reap. Có thể nói rằng đây là một nước cờ rất mạo hiểm của sư đoàn trưởng Bùi Đình Hòe, bởi nếu như trong các chiến dịch giải phóng miền Nam năm 1975, quân ta tiến quân trên đất nước mình đi đến đâu cũng được nhân dân ủng hộ và chào đón, thì ở chiến trường Campuchia, đi đâu cũng là đất địch, rất dễ bị phục kích và chặn đánh. Có thể nói là nguy hiểm chung chung, thần chết ở mọi nơi. Mặc dù Cam Phòn Thòm đã được giải phóng, nhưng quân địch chỉ mới tàn rã chứ chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. Tuy nhiên, có lẽ sư đoàn trưởng Bùi Đình Hòe tin rằng, khi thế chiến đấu của quân ta đang lên cao, quân địch đang hoảng loạn, nếu không đánh bồi tiếp thì chúng sẽ tập hợp lại để phản công. Ngay trong đêm ngày 9 tháng 1, các xe tăng, xe bọc thép, pháo mặt đất, pháo cao xạ 37mm cùng 36 xe tải chở quân của trung đoàn 66 dưới sự chỉ huy của trung đoàn trưởng Bùi Thanh Sơn và chính ủy Phạm Văn Đoàn tiếp tục hành tiến tấn công về Siem Reap. Do tốc độ tấn công của rất nhanh, địch hoàn toàn chưa biết ta đã vượt qua thị xã Cam Phòn Thòm. Khi vượt qua Cam Phòn Thòm chừng 50km, trung đoàn 66 lại gặp một đoàn xe của địch từ một con đường nhánh chạy ra quốc lộ 6 để về Siem Reap. Đoàn xe ngày chạy ào phía sau đội hình trung đoàn, lúc này địch hoàn toàn không biết quân ta đang ở phía trước. Bộ đội được lệnh tắt hết đèn xe, bỏ mũ cối đang đội, dùng khăn cuốn lên đầu dài như lính địch. Để cho cả đoàn xe địch lọt vào đội hình, trung đoàn mới ra lệnh nổ súng tấn công. Sau một giờ chiến đấu, trung đoàn 66 đã tiêu diệt 60 tên, bắt sống 18 tên, thu 23 xe chở đầy vũ khí, súng đạn, thuốc men. Suốt đêm ngày 9 tháng 1, trung đoàn 66 tiếp tục vừa hành tiến vừa đánh địch, giải phóng Cơ Đen Không, Sam, Angkorom, diệt hơn 300 tên địch, bắt sống 180 tên, thu thêm nhiều súng đạn. Mờ sáng mùng 10 tháng 1, đội hình trung đoàn đã đến cách thị xã Siem Reap chừng 3km, lại gặp một chiếc xe tải của địch chạy ngược chiều. Trong khi kẻ địch trên xe vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra, quân ta tiếp tục dùng cách làm cũ, bắt sống được chiếc xe tải này. Tại Siem Reap, lực lượng địch ở các nơi thua chạy, dồn về đây khá đông, gồm sở chỉ huy quân của khu Tây Bắc, sở chỉ huy các sư đoàn 775 và 202. Quyết không cho địch thời gian củng cố, vừa tới Siem Reap, trung đoàn 66 tổ chức ngay 2 mũi tấn công. Mũi chính diện do tiểu đoàn 8 đảm nhiệm, có 4 xe tăng T-54, 4 xe bọc thép M-113 dẫn dắt bộ binh, mũi tà sườn từ hướng Bắc do tiểu đoàn 7 phụ trách. Sự xuất hiện bất ngờ của một lượng lớn xe tăng, xe bọc thép cùng bộ binh quân ta ở đây làm địch hoảng sợ. Chúng chống cự yếu ớt rồi bỏ chạy. 9 giờ ngày 10 tháng 10 năm 1979, trung đoàn 66 đã làm chủ hoàn toàn thị xã Siem Reap. Phát triển tấn công, trung đoàn 66 liên tổ chức đánh mở rộng các khu vực xung quanh. Tiểu đoàn 9 đánh lên phía nam sân bay. Tiểu đoàn 8 cùng xe tăng, thiết giáp tiến công xuống khu đền Angkor. Đến 11 giờ trưa ngày 10 tháng 10 năm 1979, những chiếc xe tăng Việt Nam đã hùng dũng tiến vào khu vực Angkor Wat. Thừa thắng xông lên, Tư lệnh quân đoàn 3 Kim Tuấn yêu cầu sư đoàn 10 nhanh chóng tổ chức lực lượng tấn công tiếp về Bát Đồng Bòng, giải phóng các tỉnh còn lại xung quanh khu vực biển Hồ. Sáng 12 tháng 1 năm 1979, trung đoàn 24 được tăng cường tiểu đoàn 8 của trung đoàn 66 cùng xe tăng, xe bọc thép, pháo cào xạ, pháo mặt đất và 40 xe tải chở quân do trung đoàn trưởng Nguyễn Hồng Trúc và chính ủy Lê Minh Châu chỉ huy hành tiến tiến công theo đường 6 tiến về Bát Đồng Bòng. Đây là một tỉnh lớn ở phía tây Campuchia, có địa hình rừng núi hiểm trở lại giáp với Thái Lan. Sau khi thất thủ ở Phnom Penh và ở nhiều nơi, địch dồn cả về Bát Đồng Bòng, trong đó có cả các cơ quan trung ương của Pol Pot. Địch tận dụng lợi thế địa hình vốn có của nơi này để giữ vững tuyến phòng thủ, quyết chiến đấu lâu dài với ta. Riêng tại thị xã Bát Đồng Bòng, lực lượng của chúng lên tới 5 trung đoàn. Chúng giải mìn trên các trục đường, phá cầu, cống, dựng các chướng ngại vật nhằm ngăn cản đà tiến công của ta. Nhưng ngày 12 tháng 1 năm 1979, xe tăng, xe bọc thép cùng bộ binh trung đoàn 24 liên tục đột phá các điểm ngăn chặn của địch trên trục đường 6 dài gần 100km từ Siem Reap về Bát Đồng Bòng. Đến 18 giờ cùng ngày, trung đoàn đã tiến đánh tới phía tây thị xã.
Dù trời đã tối, nhưng Quyết không dừng lại mà tổ chức hai mũi tấn công ngay. Mũi chính diện do tiểu đoàn 5 phụ trách, có xe tăng và xe bọc thép yểm hộ. Mũi thọc sườn do tiểu đoàn 6 đảm nhiệm đánh lên từ hướng nam. Pháo 105mm và pháo cao xạ 37mm tập trung bắn vào các trận địa phòng ngự của địch ở phía tây thị xã. Quân địch lúc đầu còn ngoan cố chống cự, nhưng trước sức mạnh áp đảo của ta, chúng đã phải bỏ chạy chỉ sau nửa giờ giao chiến. 19h30 ngày 12 tháng 1, Trung đoàn 24 đã làm chủ thị xã Bát Đồng Bòng, trong đó có sân bay Bát Đồng Bòng, thu nhiều vũ khí, bao gồm 3 máy bay địch chưa kịp tháo chạy đã bị ta bắt sống. Địch hoảng loạn, tháo chạy về phía tây đóng ở vùng rừng núi giáp với Thái Lan để tìm sự bảo vệ. Có thể nói, đây là những trận đánh đạt kỷ lục cao về tốc độ tấn công và tiêu diệt địch của quân ta tại chiến trường cả. Sư đoàn 10 đã một lần nữa ghi thêm những trang chói lọi vào lịch sử vinh quang của quân đội nhân dân Việt Nam. Cảm ơn anh em đã xem hết video này, cùng đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh ủng hộ Mr. Xuôi. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em.